Giờ má nhờ má kể đi. Rồi kể đi. Nói gì? Tiếng thằng Thông. Buôn phân thằng Thái. Nó khuyên rằng nó. Nó làm ăn lần. Làm em lần Úc. Nói cái gì á? Anh thông cảm với nhau. Chứ không phải nó gây sẵn sẵn như vậy. Đối với lo nó là em. Thì cũng nói đàng hoàng. Không có sẵn sẵn. Đúng ra là anh em chị gì phải coi như nhau. Có khi giận lỡ lời thì thời gian bỏ qua ha, bỏ qua. Xin lỗi anh chị lên cho vui cửa vui nhà. Vui cha vui mẹ mới sống lâu là được. Vui cha vui mẹ mới sống lâu mới được, sống lâu được. Cãi giả nhau bởi vậy cãi giả nhau chứng kiến là la làng lên. Rồi thôi kể con nói chuyện này nghe mắc cười lắm nè. Rồi xong chưa? Nói xong chưa? Thâu rồi, mai có thâu không? Có thâu rồi. Má nói xong chưa? Cảm ơn mẹ, má nhắc nhở. Thì bởi vậy nói mỗi lần. Rồi má chứng kiến nghe mà la mà ác khác với nhau, má quản hồn. Thật ra đó là chỉ hỏi để lần mò cái mối nó ra. Hôm kỳ rồi nó cũng bị một lần, không có lần mò. Thử là bây giờ nó bị nữa là không biết tại sao. Thử mình hỏi chứ mình không có ạc thác ai hết trơn á. Mình không có chỉ tay năm ngón ai mà cũng không có nói ai làm cái gì. Nhưng mà nói á, bây giờ chị nói á, mày nói mốt nói nhiều khi một người